kính chào quý vị và bà con ngư dân. Dự báo từ nay đến khoảng 3 ngày tới thì vùng áp thấp nóng tiếp tục phát triển và mở rộng dần sang phía đông nam, nên gió tại vùng biển phía bắc bao gồm vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên mức cấp 5 và chiều tối có lúc đạt cấp 6, nên bà con ngư dân cần đề phòng với những con sóng có thể cao trên 2 mét. Ngoài khơi xa phía bắc và giữa biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, gió vẫn thịnh hành theo hướng nam đến tây nam và có cường độ trung bình, cùng với thời tiết nắng ráo nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Riêng các vùng biển ở phía Nam bao gồm khu vực từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam có cường độ ở mức cấp 4 đến cấp 5, sóng biển cao dưới 2 mét. Trong đêm nay và ngày mai thì mưa dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi nhưng có xu hướng tăng dần lên vào những ngày tiếp theo, vì vậy phần nào gây ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực. Tiếp nối bản tin là thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, cùng với sự phát triển và mở rộng trở lại của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên mặc dù thời tiết ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như là tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, từ nay đến cuối tuần trời chủ yếu là ít mưa, ngày có nắng và tầm nhìn thoáng, nhưng gió nam trên khu vực có xu hướng mạnh dần lên. Trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió ở mức cấp 4 cho đến cấp 5. Sau đó, từ chiều tối mai tăng dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, nên chủ các tàu thuyền cần lưu ý tình trạng sóng cao biển động, phần nào gây khó khăn cho hoạt động lưu thông trên vùng biển này. Nằm xa hơn về phía Nam nên vùng biển khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra Lý Sơn trong khoảng 2-3 ngày tới. Trời phổ biến là không mưa, ngày có nắng và tầm nhìn xa thoáng. Tại đây, gió vẫn thịnh hành theo hướng Nam đến Tây Nam với cường độ ở mức trung bình. Vì vậy mà thời tiết tiếp tục thuận lợi cho việc khai thác hải sản của bà con. Đồng thời, những chuyến tàu đến với đảo Lý Sơn cũng không gặp trở ngại bởi thời tiết trong những ngày cuối tuần sắp tới. Vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo, vẫn là nơi có cường độ gió mạnh hơn một chút so với khu vực phía Bắc. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thì gió Tây Nam trên khu vực có cường độ phổ biến ở mức cấp 5, có lúc trên cấp 5. Thời tiết ở vùng biển này ít có sự biến đổi, ban ngày trời nắng ráo và đến chiều tối thì mưa dông xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn nên không gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động hàng hải trên khu vực. Chuyển sang vùng biển ở phía Tây, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, cũng như là tuyến hải trình từ Rạch Giá ra khu vực huyện đảo Phú Quốc. Dự báo trong 3 ngày tới, tại khu vực này thì gió Tây Nam hoạt động với cường độ khoảng cấp 3 đến cấp 4, sóng biển dưới 2 mét, ban ngày thời tiết vẫn nắng ráo, tầm nhìn xa trên 10 km. Bà con chỉ lưu ý những cơn mưa dông cục bộ vào chiều tối có xu hướng tăng dần lên trong những ngày tới, khiến tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km khi mưa và khả năng có gió giật trong cơn dông. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.